Tiếp lần này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người các dòng loa karaoke theo các thời kỳ. Thời kỳ trước của các anh các chú xài nó sẽ là những dòng như thế nào. Gần đây thì nó sẽ có đã có những thay đổi gì thì mình cùng với mọi người cùng tìm hiểu nhé. Bắt đầu thôi. Đầu tiên là những dòng karaoke ngày xưa nha. Tuy là dòng karaoke ngày xưa nhưng hiện tại vẫn các hãng vẫn đang duy trì sản xuất, vẫn bán bình thường nha mọi người. Đó là lý do tại sao cái phần karaoke, loa karaoke như mình đã nói, có nghĩa là một dòng đời sản phẩm nó rất là lâu, nó không giống như điện thoại mỗi năm là một cái mới, mà các sản phẩm karaoke của mình á, cái dòng đời của nó có thể đến 6 năm hoặc đến 8 năm hoặc thậm chí đến 10 năm. Đây mình để mình cho mọi người xem. Đây là những dòng đời của những cái loa JBL nằm. Những cái mình không nói về thương hiệu nha, mình sẽ nói về hình thức loa trước đi ha. Hình thức loa, cái dạng loa nằm như thế này, với cấu trúc là một củ bass thế này gồm và 4 củ chép hoặc là 2 củ chép giống còn thế này, thì là những cái cách sản xuất loa đã rất là lâu đời rồi. Cách đây chắc cái thời của mình mà mới sinh ra họ chắc năm chín mấy là nó đã có những cái dạng loa như thế này rồi. Các anh các chú ngày xưa đã chơi rất là nhiều cái dòng này rồi. Thì những dòng này á, là những dòng rất là truyền thống nha mọi người. Thùng sẽ là bằng thùng gỗ và sẽ không được sơn mà được dán một cái lớp, nó gọi là cái lớp vin á, như kiểu là cái miếng dán á, dán lên để cho nó ra các màu sắc khác nhau, có thể là màu đồng như thế này hoặc là màu xám như thế này hoặc là màu đen. Đó, màu đen tùy theo cái thiết kế của cái hãng loa đó. Và lưới thường sẽ là lưới sắt như của những dòng như này, hoặc là những loa thời xưa còn có thẳng dạng mà dạng lưới vải nữa nha mọi người. Nó những dạng lưới vải như thế này. Cái lưới vải này nó bụi kinh khủng lắm mọi người, xài thời gian mình để showroom thôi cũng bụi kinh khủng lắm. Đó, thì đó là những cái thiết kế ngày xưa đó. Và lỗ thông hơi của nó có thể là thông hơi phía trước tùy theo hãng loa, có thể là thông hơi phía sau, hoặc là như con này thì lại thông hơi bên hông nữa. Đó, rất là nhiều kiểu nha mọi người. Thì trước đây đã có rồi, những dòng này không phải là mẫu thứ nhất, là không phải sản phẩm mới ra mắt. Ra mắt cái đây rất là lâu rồi, mình không nhớ năm chính xác nhưng ít nhất nó phải 5 năm trở lên. Những dòng dạng như thế này đó thì rất là truyền thống nha mọi người. Tuy nhiên đến bây giờ các hãng vẫn đang sản xuất và bán rất là bình thường. Vẫn đang sản xuất ra hàng mới ra liên tục, 2024 này kia đầy đủ hết. Mới 100% đó. Rồi sau đó bắt đầu là công nghệ phát triển hơn rồi, có thể là du nhập một yếu tố nước ngoài về nữa, nên là bắt đầu cái ngành karaoke mình bắt đầu du nhập những cái loa mà chuyên cho sân khấu sự kiện, người ta áp dụng vào trong mô hình karaoke gia đình luôn. Mình không nhớ không nhầm đó là những thời kỳ năm 2015 đến 2017-18 là bắt đầu du nhập cái văn hóa này vào. Đây, nó sẽ là những dòng như thế này, những dòng kích thước kiểu như thế này nha mọi người. Kích thước kiểu như thế này mình không nói về thương hiệu nha, mình nói về kích thước, nói về hình dáng của nó, là những dòng loa đứng kiểu như thế này. Loa đứng này gồm một củ bass và một củ chép, không còn nhiều củ chép giấy nữa mà tất cả tập trung về một củ chép thôi. Đó, thì kích thước loa thì vẫn như cũ thôi, nó cũng có 20, 25, 30, 40 đó. Nhưng đây bắt đầu thùng làm bằng gỗ dày hơn, cứng hơn, và bắt đầu đã dùng sơn. Dùng cái sơn này thì thứ nhất là nó được bền lâu hơn, thứ hai nó tránh bị chày. Tránh chảy xước rất là tốt so với việc dán như cái dòng karaoke thời xưa. Dòng karaoke thời xưa cái gỗ của nó nếu mà xài thời gian dài á, nó sẽ bị, nếu mà mọi người xài nhiều mọi người sẽ biết, hoặc là mọi người coi những cái dàn bow 301 hoặc là những con Panamax ngày xưa mọi người sẽ biết, có nghĩa là thời gian sau á, nó gọi là lâu á, nó sẽ bị ẩm, đặc biệt là khu vực phía Bắc mà nó có nồm á, nó sẽ bị ẩm và nó bị rộp loa và nó bị phồng cái lớp dán lên. Thì với những dòng như thế này nó sẽ không bị phồng nữa bởi vì nó đã là sơn. Nó sơn lên luôn. Sơn này thì đảm bảo xài qua 5 tháng thời gian nó sẽ không, cái lớp vỏ nó không bị gì hết. Đó, nó không bị xấu, nhìn nó bong chóc ra nhìn nó ghê lắm. Cái này thì thoải mái, không sợ bị bong chóc. Ngoài ra thì bắt đầu chép sẽ không xài là chép giấy bình thường nữa, gân sẽ không xài gân cao su nữa mà bắt đầu xài gân giấy. Xài gân giấy, chép thì xài chép còi. Nó sẽ tạo ra cho một cái âm thanh nó lớn hơn, nó lực hơn. Ngày trước thì những cái dòng sản phẩm form tương tự như này thì dành cho sân khấu sự kiện để cho người ta đến xa hơn, vì nó này nó làm như thế này á, nó sẽ công suất khỏe hơn nên là người ta cần đến xa, đến lực, đến khỏe để phục vụ cho đông người. Tuy nhiên nhu cầu càng ngày càng cao, khách hàng càng ngày càng muốn nghe lớn hơn, nên là bắt đầu những cái dòng này bắt đầu nó mới du nhập vào, đầu tiên là du nhập vào phòng karaoke trước nha mọi người. Du nhập vào phòng karaoke trước, những phòng karaoke ngày xưa toàn xài những cái loa nằm đó,
Nếu mọi người ở trong Sài Gòn, mọi người sẽ nhớ đến karaoke ở đâu nhỉ? Trên đường Võ Thị Sáu nhỉ? Thì toàn là xài loa nằm không, nhưng bây giờ là mọi người bước vô quán karaoke là hầu hết gần như 99,99% là quán đã xài lên những dòng loa đứng như thế này rồi. Đó, và từ cái quán karaoke như bắt đầu nó chuyển dịch từ từ sang gia đình cũng xài, bắt đầu xài những loa thùng như thế này. Rất là to, rất là nặng, nhìn rất là hầm hố và đánh tiếng rất là khỏe, rất là hay. Còn những năm gần đây thì từ năm 2017 đến nay thì bắt đầu cái thị trường karaoke bắt đầu lại chuyển dịch sang một dòng karaoke thế hệ mới. Cũng lại học tập từ bên sân khấu sự kiện, là bên sân khấu sự kiện bắt đầu xài những dòng như loa bự như là Live Array. Thì bên gia đình lại học theo và bắt đầu sản xuất ra, bắt đầu gọi là ưa chuộng hơn những dòng dạng Column Array, dạng như thế này. Đó, dạng như thế này. Mọi người thấy, mọi người thấy, nhìn tổng quan là mọi người thấy khác rồi đúng không? Nó cái này chuyển dịch khác luôn. Những cái dòng như thế này thì vẫn là lưới thép bình thường thôi, lưới sắt bình thường thôi, nhưng mà nó sẽ là vỏ nhôm nguyên khối, không xài vỏ gỗ nữa nha mọi người, không xài vỏ gỗ nữa. Và bắt đầu cấu thành củ loa nó sẽ không thành bát và chép nữa, mà bắt đầu nó sẽ thành nhiều củ loa midrange, nhất là nhiều củ loa men. Như loa này là tầm 8 củ đó, và một củ super chép ở chính giữa đó. Thì cách thiết kế nó thấy khác rồi, thị trường bắt đầu người ta chú ý đến hơn đến việc là kích thước cái loa nó như thế nào. Đơn cử cho cái Column Array này có một dòng khác nữa, đó đến từ thương hiệu Ý là Car Array, họ cũng làm tương tự như vậy luôn, để mình lấy cho mọi người coi. Tương tự nhất nè, vỏ cũng là vỏ nhôm nguyên khối nha mọi người, vỏ nhôm nguyên khối, kích thước thì mỏng. Bắt đầu là karaoke bắt đầu dịch chuyển sang những dạng là nó không hẳn là một cái loa nữa rồi. Bắt đầu loa bây giờ nó phải là một vật trang trí trong nhà, nó vừa phải đẹp nè, thẩm mỹ nè. Đầu tiên là phải đẹp thẩm mỹ không chiếm chỗ đã, rồi hay đến sau. Đương nhiên nó phải hay đã, đương nhiên nó phải hay. Nhưng mà đầu tiên nó phải đẹp đã, chứ còn bắt đầu khách hàng không thích những dòng mà nó quá cồng kềnh, nó quá to. Khi đưa vào phòng khách nhìn nó rất là hầm hố và nó rất là choáng vị trí. Nó nhìn nó khủng khiếp lắm, bây giờ khách hàng lại thích những dòng dạng như thế này hơn, nhỏ gọn như thế này hơn. Đó. Và mọi người thấy không? Hai thương hiệu đến từ châu Âu làm loa thùng sắt. Nếu mọi người biết nữa thì nếu mọi người có quan tâm đến lĩnh vực kiểm âm á, thì bên Genelec cũng là một hãng chuyên làm loa về kiểm âm, và họ cũng làm cái thùng loa bằng thép. Họ không làm thùng gỗ, không làm thùng gỗ như những thương hiệu như Dinaudio hoặc là KRK hoặc là Focal vẫn theo lối cái đường lối cũ là xài loa thùng gỗ. Nhưng như Genelec là họ làm thùng sắt hết. Đó. Họ cũng công nghệ tương tự như này. Đó, thùng sắt hết nha mọi người. Còn con Caray này thì nó được cái mỏng và nó xài hai củ bát 10 inch là H25. Đó, nó sẽ hơi khác một xíu, và cái củ dưới là củ đồng trục. Đó, cái con này thì bên mình cũng có review rồi, cũng có nghe thử rồi. Giá thì rất là cao. Bởi vì hàng mà sản xuất tại Ý á, thì nó cao lắm mọi người. Bởi vì nếu mọi người nếu hàng chuẩn sản xuất tại Ý thì nhân phí nhân công và phí gọi là phí nhân công nó và phí vận chuyển về đây nó mắc hơn hàng mà được sản xuất tại Trung Quốc rất là nhiều. Đó. Còn Column kiểu này là dạng là bộ già này ha, còn nhiều khách còn thích dạng mà Column mà dạng là loa mà có thùng súp ở dưới như những con như Bow L108 là làm mưa làm gió từ năm 2020 đến nay rồi. Đó cũng là dạng Column Array đó mọi người. Nhưng mà nó là dạng thiết bị all in one, nó có súp luôn, nó có điện luôn. Điểm mặt gọi tên thì có Bow nè, rất là nổi tiếng nè, Electro Void cũng rất là nổi tiếng nè, rồi LD System nè, rồi JBL nè, đó rất là nổi tiếng trên thị trường mà chuyên về các thiết bị liên quan đến Column. Mà thật ra các sản phẩm Column của họ cũng ra từ cái mốc mà của bên Bow ra từ 2020 đến nay thôi. Đương nhiên sẽ có những nhà đi trước rồi, như SE, LD đã có sản xuất từ trước rồi. Tuy nhiên thì ở thị trường Việt Nam thì cái thời điểm mà họ ra mắt thì khá là người biết đến, và cái gu cũng chưa dịch chuyển đến cái chỗ đó. Chỉ từ khi mà 2020 bắt đầu Bow ra L1 R8, R16, R32 thì bắt đầu cái gu của thị trường bắt đầu mới chuyển dịch theo cái hướng là xài Column đó, nên là rất là nhiều hãng làm cái hình thức loa tương tự nó giống như vậy. Sau này còn không biết là cái thị trường loa của mình, các thị trường karaoke của mình nó còn chuyển dịch như thế nào nữa, cái loa còn đặc biệt như thế nào nữa, thì chắc là mình với mọi người cùng nhau chờ đón chờ xem là sắp tới thì các hãng sẽ cung cấp ra và đưa ra mắt những cái sản phẩm mới và nó đặc biệt như thế nào nhé. Mình là Khánh, xin chào mọi người. Nếu mọi người có góp ý gì thì mọi người hãy comment phía dưới cho mình biết nhé. Bye bye.